hay xin chào cô chú chị mình nha. Thì để tiếp tục hình ảnh tiếp theo các em, thì em xin báo giá thêm cho anh chị mình là hai bò mẹ con bò cái ba bê nữa nha. Thì đây chính là bò mẹ con đầu tiên nè. Đó, thì con bò mẹ này em kiểm tra thì phần sáng mặt nè gì chị không? Sáng lưng là chuẩn sáng nha, mong đùi hoàn thiện nè. Ở dưới đây là phần yếm với lại phần rúng nha anh chị nha Giò cẳng thì trước sau thì đi đứng hoàn thiện nha chị. Cái bò mẹ con đầu tiên này thì nó cũng hơi thiếu nuôi nha, bò hơi ốm nha chị tại do thì ở đây hết cỏ rồi cỏ rác không có nhiều anh chị nên là chỉ cho con rôm nè chủ yếu nha đó à, nhưng mà cái con bò con nó là con bò cái ba bơ anh chị nhìn nó thì cũng khá bò nha mẹ thì mẹ tơ thì mới đẻ lứa đầu tiên nha đang ôm con là cái đầu tiên là lứa đầu luôn thì à, con bò mẹ này á thì à, em có giặt răng kiểm tra thì nó mới bẻ có một đồ răng ha lông da nó thì màu khú mặt anh chị hả nè đó chiều à, cao thì con bò mẹ này thì em đo ngay xuống lưng á thì nó cao là một m hai bò nha anh chị ha đó bò mẹ con này về mà anh chị mình có cỏ nhiều á, thì mình cho cỏ nhiều thì mau lên lắm nha quý anh chị chịu cực ha thì mình nuôi mau lên nha anh chị với bò này á thì em em chỉ cho anh chị cái mẹo hen. về cô chú anh chị mình mua cho em một bao cắn bò chín đám môi á về mình pha nước cho uống nha quý anh chị thì bỏ nhanh lên nha bò mình cho ăn cám với mình cho ăn cỏ nhiều nó mau lên lắm chị tầm 15 ngày ha là bò nó phát có thấy luôn anh chị đó thì nói chung là đây là một bộ mẹ con mà bò cái to hơn chị đó thì khả năng á, và đường sinh sản sau này của nó thì còn rất là lâu nha à, và về phần con bò mẹ này á, thì hồi nãy á, anh chủ nhà anh có nói với em á thì anh mới giao tin là luôn nha chị ha mới giao tin là ba bơi được 14 ngày nha đó gì về cô chú chị mình canh bò mình theo dõi thêm giúp em nha à Còn bây giờ thì em sẽ quay cho chị coi về cái phần con nó nha chị ha con nói là con bò cái bà bơi bê bên đây nè da đen nha thì con bò cái này thì tình trạng nó là gần 5 tháng bò chiều cao thì nó một mét nha quý anh chị cao hơn một mét lú lú nha đó là em đo ngay xứ lưng nha trung tâm xứ lưng nha anh chị hen. mặt mày thì đầu trụi sáng mặt xứ lưng là chuẩn bò ha ở à, giò cẳng thì đi đứng ngoài điện nói chung là bọn mẹ con này là nó không có tật lỗi chỗ nào cái bọn mẹ con cái bà bê đầu tiên này thì em thấy là nó rất là phù hợp với những anh chị mình nè những cô chú anh mình lớn tuổi anh chị mình đem về nuôi á tại bọn mẹ con này thứ nhất nè cái giá trị nó rất là rẻ thứ hai nữa là cái bọn mẹ con này nó rất là hiền thì về cô chú về mình dễ cho ăn nè dễ cho uống nè và dễ chăm sóc nha quý anh chị và con bò mẹ thì cũng đã là cấy tinh lại bà bê anh chị được 14 ngày rồi đó bò đã gieo tinh rồi nha quý anh chị đó anh chị mình thấy không đó thì nói chung là hôm nay á, thì em có ghi hình được á, thì anh anh bán hết luôn hai bộ nhưng mà anh chị mua lẻ thì nói chung là bán đồng giá cho anh chị cho anh chị mình dễ mua nha ở 23 triệu một bộ nha quý anh chị bộ đầu này 23 triệu mà bộ số 2 bên kia cũng 23 triệu luôn nói chung là bán đồng giá sang cả cho anh chị mình hen. đó thì anh chị mình muốn mua cái bộ mẹ con nào trên kênh của em á, thì anh chị mình cứ nhắc máy và liên hệ sớm với em nha quý anh chị bộ mẹ con cái bê là 23 triệu và cái bộ bên kia thì cũng 23 triệu luôn nha thì à, em bây giờ á, thì em sẽ cập nhật cho anh chị mình chính là một bộ mẹ con cái số 2 ha để cho anh chị mình dễ hình dung là cái bộ nào nha quý anh chị cái bộ này là bộ đầu tiên nha đó em quay rồi nha bây giờ em sang bộ số 2 nè bộ số 2 này, số 2 này á, thì con bò mẹ này á, thì sẽ mặt nghiêm chỉnh anh chị sẽ lên cũng nghiêm chỉnh nha mong đùi hoàn thiện anh chị đó vú đồ bốn nè hoa để chung là hoàn thiện hết nha rúng chèn giò cẳng này trước sau lại hoàn thiện anh chị Bò mẹ số 2 này thì nói chung là nó cao tầm khoảng là 1m22 nha chị ha Cao 1m22, mẫu thì mẫu Bombay Con bò mẹ số 2 này á, thì nó đang con con là con bò cái 3B là lứa 3 nha chị Và con bò mẹ này á, thì anh chủ bò anh có nói với em á Thì anh cũng đã cho phối tinh lại là giống 3B nha chị ha Là được gần 2 tháng nha con chị Thì về cô chúng chị mình nuôi á, thì mình canh bò mình theo dõi thêm lại giúp em nha Còn về màu da thì con bò mẹ số 2 này á, thì nó có lông da sát màu đỏ mặt nè à. Đó thì à, mẹ này thì nó không len không giá nha chị ha mặt mày là đẹp nè không điểm mi nè và anh chị mình để ý cái phần rúng nó anh chị rúng con bò cái mẹ số 2 này nó là rúng bản chèn nha đó rất là dài và vú nó rất là căng anh chị mát sữa nha chị đó yếm thì con bò mẹ này thì nó mỏng nha chị nó mỏng mà lền phò anh chị em kết là em kết cái vàng vàng rúng nè với lại vàng, yếm của nó nha chị còn về cái độ mầm á thì cái con bò này mặc dù nó cao là một m hai nhưng mà cái độ tàn, cái độ xương sóc quá anh chị Nhìn thì rất là mầm bò nha anh chị Đó anh chị mình thấy cái giò cẳng và xương hóc của nó không? Rất là to nha, rất là kịch cộm nha anh chị Đó, cao là 1m22 bò hén Đó, chuẩn mẫu là bom bay nha anh chị Và đen gom con là được con bò cái ba bơi anh chị Thì con nó thì sau này anh chị mình nuôi lớn lên Thì mình có thể là để giống mình nuôi cũng được nha anh chị Thì con bò mẹ đầu tiên thì nó cũng đang gom con là cái ba bê luôn anh chị Mình thấy không bên kia nha anh chị Bây giờ em sẽ quay máy cho anh chị con con nó nè con bò này thì nó cũng gần 5 tháng nha quý anh chị Nó gần 5 tháng bò nha Chiều cao của nó thì em đo ngay xíu lưng Thì nó cao cũng là một mét bò nha quý anh chị Nói chung là cái cặp bò con ba bê này nó đều bò lắm nha Đó anh chị mình thấy không Hai con con nào cũng đẹp đó anh chị Là đều bò cái da đen đi chen nhau anh chị Đó Và em xin cập nhật cho anh chị mình hết hai bò mẹ con này nha thì hai bò mẹ con này thì anh chủ nhà bán cho anh chị mình với mức giá là 46 triệu nha anh chị 46 triệu là anh chị mình mua được hai bò mẹ con này ha ở bò này á, thì anh chủ nhà anh bán sang cạ qua nha quý chú chị bán sang cạ hai con qua nha 46 triệu cho hai bò mẹ con này đó thì cô chú chị mình đang cần hết mua hai bò mẹ con này liền tay thì anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp của em nha để chúng ta là giao dịch được hai bò mẹ con bò cái và bê này nha quý anh chị à, và thôi video này cũng xin kết thúc nha anh chị và em cũng xin chúc cô chú chị mình ha là bữa nay cũng là cuối năm luôn vậy cuối năm 2022 ha đó để chuẩn bị mình đón tết nha quý anh chị em chúc cô chú anh chị mình là chăn nuôi thành công nè sức khỏe và tràn đầy may mắn và quạng sự như ý nha quý anh chị còn bây giờ em chào cô chú anh chị ha và hẹn tập tiếp theo của em nữa nha quý anh chị